Hình ảnh những khách du lịch nước ngoài không phải là quá xa lạ đối với người dân xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Nhưng với gia đình chị Thơ, thì đây là lần đầu tiên một đoàn khách nước ngoài sẽ đến và nghỉ qua đêm tại nhà của vợ chồng chị. Khái niệm du lịch lưu trú tại gia, hay còn gọi là du lịch homestay, không phải là mới mẻ ở Việt Nam. Nhưng ở Mai Hịch, đây lại là một câu chuyện hoàn toàn mới, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Việt Nam là đất nước có cảnh quan thiên nhiên đẹp, lịch sử lâu đời. Bên cạnh đó là một nền văn hóa đa dạng và phong phú do hơn 50 dân tộc anh em tạo dựng nên. Đây là những tiềm năng to lớn để ngành du lịch phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây và có những đóng góp to lớn về mặt kinh tế, xã hội cho nước nhà. Đáp ứng nhu cầu của du khách, nhiều loại hình du lịch ra đời, trong đó có du lịch lưu trú tại gia hay còn gọi là homestay. Không ai biết chính xác du lịch homestay đã hình thành ở Việt Nam từ khi nào. Chỉ biết đến nay thì nó đã trở nên phổ biến trên khắp dải đất hình chữ S. Có thể nói đây là hình thức du lịch dành cho những du khách thích khám phá, trải nghiệm và tìm hiểu phong tục, tập quán của nhiều nền văn hóa khác nhau. Việc nghỉ tại nhà dân giúp họ hiểu hơn về cuộc sống và con người vùng đất đó. Cuộc sống của người dân cũng được cải thiện rõ rệt nhờ những nguồn thu trực tiếp từ du lịch. Trong thực tế, đây là hoạt động du lịch có tiềm năng nhưng hiệu quả khai thác còn rất thấp. Do chưa có một chiến lược phát triển cụ thể nên việc định hướng và quản lý loại hình du lịch này còn gặp nhiều khó khăn. Trong phần lớn các trường hợp, người dân tự đứng ra tổ chức cho khách lưu trú nên nhiều nơi việc xây dựng làm phá vỡ cảnh quan, việc phục vụ còn đơn giản, điều kiện ăn ở và chất lượng dịch vụ chưa cao. Những người làm trong ngành du lịch Việt Nam cũng đã có nhiều trăn trở để nâng cao hiệu quả của loại hình du lịch này. Theo một số chuyên gia về du lịch, sẽ khó có một mô hình mẫu để áp dụng cho tất cả các vùng, nhưng cũng có những tiêu chí chung nhất định. Cái chính yếu nó là cái vệ sinh phải đạt tiêu chuẩn tí và là tối thiểu. Cái thứ hai là chỗ ăn, chỗ ở nó phải riêng biệt, chứ không thể mà chung đụng với nhau như vậy được. Đấy, những cái mình ráng là thay đổi chút xíu thôi, chứ không có gì là cũng là căn nhà đấy thôi. Trong khuôn khổ một dự án hỗ trợ về xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững cho người dân tại xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, do Trung tâm Y tế và Phát triển Cộng đồng, gọi tắt là COHET triển khai. Có một chương trình phát triển du lịch lưu trú tại gia, hay còn gọi là homestay. Cùng với những tiềm năng du lịch phong phú của địa phương, với sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền và các đoàn thể, cũng như quyết tâm cao độ của người dân, chương trình đã được thực hiện một cách khá bài bản. Một trong những cái hoạt động mà chúng tôi bắt đầu tiến hành đó là cái nâng cao năng lực cho các hộ nông dân để làm sao hỗ trợ họ về mặt kỹ thuật cũng như về mặt tài chính để họ xây dựng được những cái mô hình homestay điển hình và nó có tính chất là phù hợp với cả địa phương và giữ được cái bản sắc dân tộc của địa phương. Với sự hỗ trợ của COHET, một mô hình mẫu đã được triển khai tại xã Mai Hịch với sự tham gia tư vấn của các nhà kinh doanh du lịch chuyên nghiệp. Sự thay đổi bắt đầu ngay từ cách tư duy và phương pháp tiếp cận vấn đề. Điều quan trọng nhất đó là việc cải tạo không được phá vỡ cảnh quan chung. Các công trình phụ được xây dựng đạt tiêu chuẩn và tiện dụng, song phải được bố trí kín đáo. Các nguyên vật liệu được sử dụng hợp lý, song đa phần đều là chất liệu rẻ tiền, dễ kiếm ở ngay tại địa phương. Không gian trong ngôi nhà tuy là chung, song vẫn có những mảnh ngăn để du khách có không gian riêng tư nhất định. Cũng giống như bên ngoài ngôi nhà, ở phía trong các nguyên vật liệu bản địa được tận dụng tối đa. Cùng với đó là sự hiện diện của những đồ dùng thường ngày, khiến cho không gian bên trong ngôi nhà trở nên sang trọng, song cũng rất giản dị và gần gũi với đời sống thường ngày của người dân.
Hiệu quả lớn được tạo ra từ sự thay đổi nhỏ. Tôi chỉ biến đổi chút xíu thôi, nơi ăn, nơi ở khác nhau, rồi chỗ ở thì có những cái màng riêng tư thôi, vật liệu thì không phải mua gì cả, tất cả là dùng nguyên liệu tại địa phương, tre, nứa để làm những cái đấy thôi. Thì tôi nghĩ cái đó nó để lại rất là ấn tượng cho khách. Từ hơn 10 năm nay, rất đông du khách quốc tế và khách trong nước đến với huyện Mai Châu của tỉnh Hòa Bình, mà điểm đến nổi tiếng nhất là Bản Lác. Du khách tới đây để tham quan cảnh đẹp, tiếp cận với những nét văn hóa độc đáo của dân bản. Điều đáng nói là khi càng đông khách đến, sự thương mại hóa sẽ càng cao. Yếu tố thu hút khách chủ yếu là sự nguyên sơ cũng như bản sắc văn hóa địa phương sẽ mai một dần đi. Nhận thức được nguy cơ này, những người làm dự án homestay ở Mai Hịch đã nhờ đến sự trợ giúp trực tiếp của các chuyên gia về du lịch. Qua đó, họ sẽ biết được nhu cầu cụ thể của du khách để nâng cao chất lượng phục vụ. Nhờ các chuyên gia chỉ dẫn cho bọn em cảm thấy công việc cũng biết cách sắp xếp bàn ăn, biết cách sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ cho khách. Cảm thấy công việc cũng dễ dàng hơn đối với bọn em. Dù còn bỡ ngỡ do ngày đầu tiên đón khách, những người dân Mai Hịch đều rất háo hức với sự kiện này. Sau khi đã huy động rất đông người tham gia chuẩn bị, giờ ai cũng muốn đưa những người khách ngoại quốc đi tham quan ngôi làng của mình. Sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất cùng với sự nhiệt tình hiếu khách của người dân địa phương, bên cạnh đó là những nét văn hóa đặc sắc, đã để lại ấn tượng tốt cho đoàn khách đầu tiên đến Mai Hịch. Và trong số những ý kiến của đoàn khách đến đây lần này, có một ý kiến rất đáng để các nhà tổ chức lưu tâm. Khi có ít khách đến, người ta còn giữ được bản sắc của mình. Nhưng nếu có quá nhiều du khách, sẽ không tốt. Ở chỗ chúng tôi, trên đảo Réunion thuộc Pháp, cũng có những ngôi làng nhỏ như thế này và cũng chỉ có ít khách được đến thăm. Nếu có quá nhiều khách, những phong tục trong làng sẽ mất đi. Trong niềm vui về một sự khởi đầu thành công, những người làm dự án về phát triển du lịch cộng đồng ở Mai Hịch vẫn không quên việc chuẩn bị và đầu tư cho tương lai. Chúng tôi cố gắng làm sao mà để giữ gìn cho nó bền vững là bằng cách là phải quản lý bằng được. Nếu nhà nào vẫn để cho họ, thu nhập là của họ. Mình không dính dáng, mình chỉ hỗ trợ thôi. Đấy, nhưng mà thu nhập là họ thu nhập. Nhưng nếu không đúng tiêu chuẩn thì chúng tôi không gửi khách. Đó, thì hy vọng với cái mô hình đó, mình có thể lôi cuốn được nhiều khách hơn nữa. Chúng tôi cũng thấy rằng là các cái hoạt động của dự án nó phù hợp với cái chiến lược tăng trưởng xanh của chính phủ. Thì đấy là một trong những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ quyết tâm cùng với cả lãnh đạo địa phương để thực hiện cái mô hình hoạt động này. Chúng tôi xác định rằng là chúng tôi sẽ là thành lập và kiện toàn cái ban quản lý du lịch cũng như là quản lý và phát triển du lịch tại cộng đồng để hướng cho các họ có những cái gì mà chúng ta chưa đạt được, chúng ta thì có thể là các hộ gia đình người ta có cái điểm tựa vào đấy để chúng tôi tức là phát triển và bảo tồn nó, để tới đây là nhân diện rộng ra. Trước hết là nhân diện rộng bằng cách là bước đầu là du khách đến người ta có thể hài lòng, xong chúng tôi sẽ tức là tuyên truyền và mở rộng đến các hộ gia đình khác. Những người nông dân sau vai trò là hướng dẫn viên hay đầu bếp phục vụ du khách, giờ đây lại hóa thân thành các nghệ sĩ. Chuyến du lịch ngắn ngủi, song cũng thực sự làm cho những người khách đến từ Ấn Độ Dương hài lòng. Mong rằng điều đó sẽ được duy trì trong những lần đón khách sau, để mô hình homestay ở Mai Hịch thực sự hiệu quả, góp phần phát triển loại hình du lịch này ở Việt Nam.